trăm cái. Trên này bong bóng này nó có in nhiều loại mẫu lắm, in bong bưa là có bong bóng nó xuất ra luôn, mà nó xuất ra rồi thì con em chúng ta nó sẽ khóc. Đóng gói như thế này nó là bao gồm 100 cái, một bịch là bao gồm 100 cái PC ha. Đây, một bịch là bao gồm 100 cái. Bong bóng của mình sẽ có hai loại nha anh chị và các bạn, một là bóng Thái, hai là bóng Việt Nam ha. Ở đây em đang review cho anh chị xem nữa là bóng Thái ha. Thì bong bóng tròn này á, thứ nhất là nó có nhiều màu sắc, thì ở đây em đang review đó là ba màu, màu vàng, màu hồng và màu xanh nước biển nha. Màu xanh dương. Thì bong bóng này là bong bóng nó không có in hình nha anh chị và các bạn. Đây, ở đây em có mẫu sẵn, em lấy sẵn cho anh chị, tại vì một bịch nó đóng gói là 100 cái rồi thì em không có khui ra làm gì, thì em lấy mỗi thứ một mẫu cho anh chị xem. Đây là màu vàng, anh chị xem có màu vàng nè, cái kích thước nó cũng là 40 ly ha, 40 ly thôi. Đây là màu hồng đó, còn đây là màu xanh xanh dương ha, xanh dương. Còn đây là bóng gì, đây là bóng trong, bóng trong, nhưng mà đây nó in hình, nó in hình pháo bông trên này anh chị các bạn, bắn pháo bông á. Trên này bong bóng này nó có in nhiều loại mẫu lắm, in hình bắn pháo bông nè, rồi in hình in cái chữ happy birthday, rồi in chữ, nói chung là nhiều lắm. Thì ở đây em đang review đó là cái mẫu đó là bong bóng có in trên cái hình đó là cái đó pháo bông ha anh chị các bạn xem giùm em. Thì bây giờ em sẽ hướng dẫn chi tiết. Cái này thì như anh chị cũng biết rồi thì mình cũng đơn giản thôi, mình bơm lên thì mình thổi bằng miệng cũng được, nếu như số lượng ít thì mình thổi bằng miệng cho người chúng ta chơi. Còn nếu như mà với số lượng nhiều mà chúng ta có thể trang trí trường, hoặc là trang trí một cái tiệc sinh nhật, đám cưới, hay là toi noi đầy tháng gì đó anh chị các bạn, cứ với số lượng nhiều thì chúng ta phải có một cái dụng cụ bơm. Đó là một, chúng ta bơm tay, bơm tay cũng chậm lắm. Còn hai là chúng ta bơm bằng con cốc đạp, con cốc này nè anh chị các bạn. Đây là con cốc đạp nè đó. Thì anh chị cứ đạp là con bóng sẽ lên. Còn tiếp theo là chúng ta bơm bằng gì? Bơm bằng con cốc. Bơm bằng cái con cốc điện á, con cốc điện á, thì chúng ta găm điện chúng ta bơm xè thôi. Nhưng mà con cốc điện thì dành cho những người mà ta bơm chuyên nghiệp anh chị các bạn ha. Ta trang trí số lượng nhiều. Đây thì ở đây em có bơm sẵn nè. Thì cái con bóng in hình ngôi sao là bóng này nè anh chị các bạn. Anh chị các bạn xem đây là thuộc bóng trong. Nhưng mà trên này nó in cái hình bắn bông như này nè. Nó còn nhỏ thì anh chị các bạn xem là khi chưa bơm thì nó như thế này ha, khi mình bơm lên thì nó giãn ra, thì nhìn cái kích cỡ nó cũng đẹp ha. Thì cái này là màu vàng, đây màu vàng nè, thì nó bơm màu vàng lên rồi anh chị các bạn, nó cũng căng lên ha. Cái này là bóng trơn ha, không có in hình con này con kia. Bóng này là dành để mình trang trí anh chị các bạn, trang trí sinh nhật hay trang trí đám cưới rồi đó. Rồi đây là màu hồng ha, màu hồng. Và cái này là màu xanh dương nè, màu xanh dương thì em không có bơm, nói chung là nó cũng như vậy thôi, mình bơm lên thì cái màu nó giãn ra cũng như vậy ha. Em có một điều lưu ý như thế này nè anh chị và các bạn, tại vì em thấy thường thường con em chúng ta chơi á, là cái lưu ý là cái sản phẩm này buôn bán á, bong bóng này chúng ta đi buôn qua bán nè, thì chúng ta phải kèm theo một dụng cụ. Đó là dụng cụ gì? Đó là cái dụng cụ mà đó là cây que. Là thường thường mình mua một cây que như thế này là một bịch đó là 100 cây. Thì các bạn chỉ tháo qua, các bạn chỉ găm vô vậy thôi. Găm vô rồi các bạn chỉ vô cái bong bóng như thế này, vô như vậy là cho con em chúng ta cầm đi chơi rồi. Nhưng mà sẵn ở đây em có một điều lưu ý như thế này nè, là cái cây này anh chị và các bạn, khi chúng ta mua về thì chúng ta phải dùng một loại keo á. Keo này là keo 502 nè anh chị và các bạn. Keo 502. Đây, keo 502 ha. Rồi anh chị và các bạn có thể tháo cái này ra để mình chấm trực tiếp của thằng này vô luôn, rồi để mình chấm trực tiếp thằng này vô luôn, để mình chấm vô đây để làm chi, để khi con em chúng ta mà ba mẹ chở con em chúng ta đi chơi đi ngoài lộ thì gió có nợ nữa nó cũng không có sức cái đầu này ra anh chị và các bạn, không có sức cái đầu này ra. Còn nếu chúng ta không chấm cây bóng sắt á, là như thế này nè, chúng ta chạy mà gió đung đưa là có một bóng nó sức ra luôn, mà nó sức ra rồi thì con em chúng ta sẽ khóc, và nó có đủ thứ chuyện xảy ra theo cái hệ lụy lắm. Xe cộ rong đúc, rồi xe này tránh xe kia, đủ nguyên nhân ha. Thì em có lưu ý là khi mình buôn bán sản phẩm này mà có tới cái dụng cụ, cần những dụng cụ cây que này á, thì mình hãy dùng một loại keo ha,
Nó dùng một loại keo, keo nằm nó hai chích giùm em á, chích cho dùng một cái để cho cái cây nó sẽ an toàn hơn, nó không thể nào xuất cây được. Ở đây mình giật như gãy cây luôn nè, anh chị thấy không, giật xây gãy cây luôn, không thể nào xuất cây này ra được, đứt luôn, nó đứt luôn á. Thì nó không sao, thì con em chúng ta nó sẽ không bị rơi cái bong bóng. Rồi em có một điều lưu ý như vậy thôi. Còn nếu như mà bong bóng này á mà anh chị và các bạn mua về trang trí á, thì mình không cần phải dùng cái cây que đó, mình chỉ cần mình chỉ mua về một chùm thôi, ví dụ như một chùm 5 cái hay 10 cái màu sắc khác nhau gì đó, thì anh chị cứ buộc chùm lại vô dây anh chị trang trí thì nó ok rồi, không cần phải nói nữa. Rồi cảm ơn anh chị và các bạn đã xem video nha, xin chào và hẹn gặp các bạn trong một sản phẩm mới. Xin cảm ơn nhiều ha.